Vâng, xin chào các anh em, lại giới thiệu cho anh em một chiếc Innova nữa. Bên Sơn thật sự rất là nhiều Innova đã qua sử dụng, cho nên là anh em cần những xe 7 chỗ mà để kinh doanh thì cứ kiếm từ bên Tân Cả nhé. Đây là ngoại thất của xe, anh em có thể là đánh giá sơ qua được. Sơn đánh giá nhanh cho anh em một chút xíu về ngoại thất, còn cụ thể như thế nào thì Sơn sẽ có một cái video chi tiết hơn. Đây là chiếc Innova đời 2018, chạy được 79.000 rồi. Xe này thì bên Sơn đang chào bán là 63, đây là cái giá chào bán. Anh em lưu ý dùng Sơn là cái giá chào bán nó sẽ khác với cái giá bán thực tế. Thế nên là anh em quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp đi, đừng ngại gì một cuộc điện thoại. Còn không thì cứ để số điện thoại lại cho Sơn, là Sơn sẽ liên hệ lại cho để tư vấn cho mình nha. Xe này được trang bị cũng khá là nhiều đồ chơi á. Rồi, chiếc này thì bên Sơn sẽ hỗ trợ khoảng tầm 70%. Thì anh em chỉ còn đưa trước cho bên Sơn khoảng tầm 180 là mình có thể nhận được xe rồi. Xin chào và tạm biệt các anh em nha.